Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho hoạt động giáo dục trong nhà trường an toàn, hiệu quả và thân thiện, thì vai trò của thư viện trong nhà trường hết sức quan trọng. Thư viện phải làm thế nào để thu hút nhiều bạn đọc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và giáo viên đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và nâng cao chất lượng dạy và học? Nắm bắt được điều đó, tổ chức Room to Real của Mỹ dự kiến đầu tư cho tỉnh Lâm Đồng 30 thư viện thân thiện tại các trường tiểu học trên địa bàn. Và hiện nay đã có 10 trên 30 thư viện đã đi vào hoạt động. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến thăm một thư viện điển hình như thế. Nếu có cơ hội một lần đến thăm thư viện thân thiện tại trường tiểu học Đinh Văn Ba, huyện Lâm Hà, chắc hẳn chẳng ai tin được rằng đây từng là một căn phòng bị lãng quên do xuống cấp. Để có được một thư viện khang trang, sạch đẹp với vô vàn những cuốn sách như thế này là nhờ dự án của tổ chức Room to Read và sự hỗ trợ của phụ huynh cùng với sự nỗ lực của tập thể giáo viên của trường ủng hộ. Qua đó, trường đã thực hiện cải tạo phòng đọc thư viện cũ với diện tích 50m², trang trí đáp ứng các yêu cầu theo dự án thư viện thân thiện. Thư viện thì sẽ chỉ là cái nơi mà hầu hết là nơi kho chứa sách. Học sinh thì ít có điều kiện để có thể đến đọc sách và học tập ở đây. Thư viện, cái môi trường trong thư viện nó không có thân thiện đối với cả các em. Chính vì thế thì với cái mô hình thư viện của Room to Read là rất thân thiện, tạo ra một môi trường đọc. Các cái hoạt động trong cái khuôn khổ của dự án bao gồm có cả tạo ra cái thời gian đọc cho các em nữa. Các trường mà muốn tham gia dự án thì sẽ phải có cái cam kết là mỗi một tuần tổ chức một cái tiết đọc thư viện tại thư viện. Ngoài ra thì là có cái cam kết để mà cho phụ huynh học sinh cũng tham gia vào hoạt động này cùng với nhà trường, phối hợp cùng với nhà trường để xây dựng cái thói quen đọc cho các em, không những là chỉ ở trong trường mà còn ở gia đình nữa, để mà duy trì cái thói quen đọc của các em. Đây chỉ là một trong 10 thư viện đã được triển khai của dự án thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read tài trợ cho tỉnh Lâm Đồng với kinh phí 100 triệu đồng một thư viện. Ở đây các em có trên 800 cuốn sách, 6 kệ sách, bàn, thảm xốp v.v. Tất cả đều vừa tay, đảm bảo cho các bạn nhỏ thoải mái nhất khi đắm mình vào các câu chuyện trong sách. Con rất thích đến đây đọc sách. Con vui vì trường có một thư viện mới. Con thích các loại sách về sinh vật biển. Bây giờ có nhà sách này thì bây giờ con không cần phải đi với mẹ để ra nhà sách để mua sách nữa. Mà khi đến trường con có thể đọc những cuốn sách hay ở đây. Đến với thư viện thân thiện, các em không chỉ được đọc sách, được tham gia giới thiệu sách, kể chuyện theo sách v.v. mà các em còn được tham gia các hoạt động khác của thư viện như vẽ tranh, xé dán tranh, làm bưu thiếp v.v. hoặc chơi cờ vua, lắp ráp mô hình kỹ thuật ở góc vui chơi. Tin rằng hệ thống thư viện thân thiện sẽ ngày càng hấp dẫn và thu hút các em đến nhiều hơn, góp phần lan tỏa thói quen đọc sách, tìm tòi tri thức trong thế hệ trẻ.